AG The Doctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bà con về bệnh ri virus trên vịt, cũng như nguyên nhân và cách phòng trị loại bệnh nguy hiểm này cho đàn vịt qua video sau đây nhé. Đầu tiên là về nguyên nhân gây ra bệnh ri virus trên vịt. Bệnh ri virus trên vịt là bệnh virus do ri virus gây ra trên gia cầm, bao gồm Avian ri virus, ARV, gây bệnh ri virus trên gà, Muscovy đúc ri virus, MGRV, gây bệnh trên vịt siêu thịt, ngan, Goose ri virus, GRV, gây bệnh trên ngỗng. Các virus này thuộc họ ri virus, Ortho ri virus. Năm 2005, ri virus lần đầu tiên xuất hiện tại Trung Quốc, ban đầu nó có tên là Novel Duck ri virus, NDAV. NDAV cũng thuộc giống Ortho ri virus nhưng phạm vi vật chủ bị nhiễm đã mở rộng và nó trở thành bệnh truyền nhiễm quan trọng gây hại cho ngành chăn nuôi gia cầm. Tiếp theo, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn các đặc điểm của bệnh ri virus trên vịt. Bệnh có thể xảy ra quanh năm nhưng nguy hiểm và hay gặp nhất vào mùa đông xuân, tỷ lệ mắc bệnh cao hơn rõ rệt khi thời tiết nóng ẩm. Bệnh chủ yếu xuất hiện giai đoạn vịt 7 đến 35 ngày tuổi, gặp nhiều ở 10 đến 25 ngày tuổi. Bệnh có thể lây nhiễm qua đường tiêu hóa, đường hô hấp. Bệnh xảy ra ở ngan con, vịt siêu thịt, vịt Bắc Kinh, vịt Anh Đào và các giống vịt siêu khác. Tỷ lệ chết ở vịt con là 60% đến 90%, tỷ lệ chết ở vịt lớn là 50% đến 80%. Bệnh có thể truyền qua trứng, qua tiếp xúc vịt bệnh với vịt khỏe, qua môi trường. Bệnh dễ phát sinh khi thời tiết thay đổi đột ngột, điều kiện vệ sinh kém, mật độ nuôi cao. Tiếp đó là về các triệu chứng thường gặp của bệnh ri virus. Giai đoạn từ 1 đến 21 ngày tuổi tỷ lệ chết thấp từ 10% đến 15%. Chủng mới không có biểu hiện triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn nhiễm bệnh, triệu chứng liệt, mềm chân là chính. Vịt bệnh còi cọc, chậm lớn. Vịt, ngan, ngỗng bệnh dẫn đến suy nhược, không muốn vận động, thể trạng yếu, chân yếu, hay co rúm do vịt nằm nhiều dẫn đến máu kém lưu thông, chân sưng tấy và tím tái. Vịt, ngan bệnh giảm ăn, chán ăn, uống nước nhiều, tiêu chảy. Phân dính bết hậu môn, phân lỏng, màu vàng, trắng xám hoặc trắng lẫn cả phân xanh, có lẫn chất nhầy. Vịt, ngan bệnh nặng thở gấp, vịt ốm, mất nước, sút cân nhanh, cuối cùng chết vì suy kiệt. Bệnh kéo dài từ 2 đến 14 ngày, đỉnh điểm chết cao là ngày thứ 5 đến ngày thứ 7. Kế tiếp, ta cùng tìm hiểu về cách phòng bệnh ri virus cho vịt nhé. Bệnh dễ kế phát thêm coli, bại huyết do Rimeren anatipser, dịch tả vịt, do đó cần tiêm phòng đầy đủ vaccine, phòng kháng sinh chống bội nhiễm. Sử dụng vaccine ri virus cho vịt bố mẹ 2 lần trước khi đẻ. Vịt thịt có thể tiêm vaccine ri virus lúc 1 ngày tuổi. Ngoài ra nâng cao sức đề kháng, định kỳ bổ sung Sobitol, các chế phẩm sinh học nâng cao sức đề kháng. Định kỳ sát trùng chuồng trại, vệ sinh máng ăn, máng uống. Cuối cùng, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn cách trị bệnh ri virus trên vịt. Với công nghệ hiện đại, việc điều trị bệnh do virus trở nên đơn giản hơn. Đối với những trường hợp đàn vịt đang có tỷ lệ chết cao thì bà con sử dụng cho uống ICO, antivirus 1ml trên 3kg thể trọng, cộng ICO, kháng viêm thảo dược 1ml trên 3kg thể trọng, cộng ICO, axit hữu cơ chanh 1g trên 3kg thể trọng trên ngày, cộng thuốc hạ sốt. Sau 2 giờ tiêm kháng thể ri virus,
Đối với đàn có tỷ lệ chết thấp thì chỉ cần dùng ICO antivirus 1ml trên 5kg thể trọng, cộng ICO kháng viêm thảo dược 1ml trên 5kg thể trọng, cộng ICO axit hữu cơ chanh 1g trên 5kg thể trọng trên ngày, cộng thuốc hạ sốt. Cho việc uống liên tục 7 đến 10 ngày là bệnh sẽ được chữa khỏi. Đối với các bệnh ghép thì tùy theo tình trạng bệnh để có phác đồ kết hợp hiệu quả. AGRI Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.